Minh Vi xin kính chào quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Thưa quý vị, Minh Vi xin mời quý vị dành ít phút để cùng đối thoại trực tiếp với anh Nguyễn Thành Nhân, giám đốc phòng giao dịch Chợ Lớn công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC. Thưa anh, trong hai đợt điều chỉnh gần đây của thị trường thì mức giảm lần sau của VN-Index đang lớn hơn lần giảm trước, còn thanh khoản cũng thu hẹp dần, đặc biệt là VN30 chỉ báo các cổ phiếu lớn giảm đến hơn 1%. Vậy thì theo quan điểm của anh, các dấu hiệu này có phải là tín hiệu rõ ràng hơn về sự kém lạc quan của thị trường ở các phiên tới hay không ạ? Rõ ràng là thị trường hiện đang có những cái dấu hiệu kém lạc quan hơn. Nguyên nhân chính là cái xu hướng bán ròng của khối ngoại vẫn đang tiếp diễn. Nếu chúng ta thống kê lại thì tuần trước khối ngoại đã bán ròng trên 1.000 tỷ và xu hướng bán ròng trong tuần này vẫn không thay đổi. Cụ thể là phiên chiều hôm nay thì khối ngoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu Vinamilk, BVD, một số cổ phiếu trong nhóm VN30 lớn. Thì với cái xu hướng bán ròng này làm cho nhà đầu tư có khuynh hướng do dự để họ chờ đợi đến cái ngày 16 tháng 9 sắp tới là ngày chốt review của hai quỹ ETF. Và có thể đây sẽ là một trong phiên mà có giá trị dịch khớp lệnh lớn nhất trong lịch sử review. Có thể một số quỹ, hai quỹ có thể một hoặc hai có thể mua vào cổ phiếu Vinamilk và bán ròng hết các cổ phiếu còn lại trong rổ. Đó là một số nguyên nhân mà nhà đầu tư cần phải do dự và thị trường có vẻ đang trầm lắng hơn vì cái lý do này. Vâng, thưa anh, xét về phân tích kỹ thuật thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng VN Index vẫn còn trong vùng từ 653 cho đến 667 điểm. Nếu như mà VN Index vào ngày mai có thêm những phiên giảm cùng tốc độ với ngày hôm nay, nghĩa là thủng mốc 653 điểm thì chỉ báo này có thể về mức đáy ngắn hạn hồi đầu tháng 8 này hay không ạ? Cái xu hướng bán ròng khối ngoại vẫn tiếp tục thì chúng tôi cho rằng là xác suất mà về lại 648 điểm là có khả năng xảy ra. Vâng. Nhưng một cái ngưỡng hỗ trợ cứng hơn và là nằm ở cái vùng đáy cũ của VN-Index là 625 điểm. Thì từ giờ đến ngày review hai quỹ ETF thì chúng tôi cho rằng là mặc dù cái nhóm VN-30 vẫn bị bán ròng mạnh, tuy nhiên thì cái mốc 625 điểm có khả năng sẽ được giữ vững tốt trong từ giờ đến ngày 16 tháng 9. Vâng. Vậy thì ngay lúc này đây anh có khuyến nghị gì dành cho các nhà đầu tư hay không ạ? Tạm thời chúng ta nên quan sát cái nhóm VN-30. Nếu các bạn đầu tư thì các bạn có thể tập trung vào những cổ phiếu mid cap mà có cái lợi thế về thu hút dòng tiền tốt hơn và tránh bị ảnh hưởng bởi cái xu hướng bán ròng của khối ngoại. Vâng. Chuyển sang một số cổ phiếu đáng chú ý khác như là Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố lỗ gần 1.100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước thì lãi trên 1.000 tỷ. Tương tự công ty con Hoàng Anh Gia Lai Nông nghiệp cũng lỗ hơn 500 tỷ đồng ở nửa đầu năm nay. Vậy thì tại sao trong cái phiên ngày hôm nay có sự khác biệt giữa HAG và HNG? Anh có thể lý giải được cái sự mâu thuẫn này không ạ? Chúng ta cũng biết rằng là tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang tái cấu trúc và giải quyết một số cái vấn đề nợ đối với cái hệ thống ngân hàng. Thì trong quá trình tái cấu trúc đó thì Hoàng Gia Lai minh bạch để mà công bố các khoản đầu tư nếu mà mình chấp nhận minh bạch chốt lỗ để mình giải quyết vấn đề một số khoản nợ. Thì theo chúng tôi quan điểm đó là một cái sự minh bạch tích cực. Vâng. Còn tại sao có hai xu hướng đó thì chúng ta vẫn nhìn thấy rằng là trong cái cấu trúc của mỗi doanh nghiệp thì công ty mẹ thì cái quá trình tái cơ cấu đòi hỏi nó nhiều cái công đoạn nó khó khăn hơn. Nhiều cái cấu trúc chất lượng về tài sản nó không bằng cái công ty con là Hoàng Nông nghiệp. Vâng. Trong đấy Hoàng Nông nghiệp thì trong cái phân bổ về cấu trúc tài sản nó có xu hướng tích cực hơn. Và chúng ta vẫn thấy rằng là cái giá hiện tại giờ của Hoàng Nông nghiệp, công ty con vẫn đang cách khá xa so với cái giá trị thực và cái book value của doanh nghiệp đó. Và một yếu tố thứ hai nữa là sắp tới thì trong cái đợt review theo cái xu hướng mua bán chỉ số hai rổ thì Hoàng Nông nghiệp vẫn có cái xu hướng mua bán nó tích cực hơn so với Hoàng Gia Lai. Cho nên là với hai quan điểm trên thì nếu mà là bản thân tôi chọn giữa hai cổ phiếu này để đầu tư trong ngắn hạn thời điểm này thì vâng, tôi vẫn chọn cổ phiếu công ty con là Hoàng Nông nghiệp hơn là Hoàng Gia Lai. Vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa rồi là những quan điểm của anh Nguyễn Thành Nhân, hy vọng rằng đã giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan về diễn biến của thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với bản tin FPNC tối nay. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ trước khi khép lại bản tin tối nay, Minh Vi xin mời quý vị dành ít phút để cập nhật lại những thông tin nổi bật.
Theo công bố của tờ Financial Times Mỹ, Việt Nam hiện đứng đầu danh sách 14 quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến lĩnh vực chế biến và bất động sản ở Việt Nam. Y tế cũng là một lĩnh vực cho thấy sức hút của Việt Nam. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam nắm giữ vị trí này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong năm 2017, dựa trên là mức lương tối thiểu được Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp và thống nhất vào ngày 2 tháng 8. Mức tăng này đảm bảo bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017 và đáp ứng khoảng 94% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình. Với mức lương mới này, chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng khoảng từ 0,3 đến 0,5%. Tổng cục An toàn Thực phẩm Panama vừa thông báo danh sách 17 cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào nước này. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Việt Nam cũng yêu cầu 17 doanh nghiệp trên chủ động trao đổi với khách hàng, nhà nhập khẩu, bảo đảm các sản phẩm được cơ quan chức năng của Panama phê duyệt, cũng như yêu cầu các trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng thực hiện việc kiểm tra cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản trên. Đối mặt với hàng loạt các chỉ trích xung quanh việc thực thi chiến dịch xóa sổ tội phạm và con nghiện ma túy từ Liên Hợp Quốc, Tổng thống Philippines mới đây đã tuyên bố gay gắt sẽ rời khỏi tổ chức này nếu việc nội bộ của quốc gia còn tiếp tục bị can thiệp. Trước đó, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Manila ngừng ngay việc giết chết các đối tượng bán ma túy và con nghiện tại nước này mà không thông qua phán quyết của tòa án. Hiện đã có khoảng 1.000 người bị cảnh sát Philippines bắn chết trong chiến dịch này. Một kế hoạch chiến lược dài 69 trang vừa được chính phủ Đức công bố mới đây được xem là đợt phòng thủ dân sự đầu tiên mà nước này thực hiện kể từ sau chiến tranh lạnh. Chính phủ Đức kêu gọi người dân nước này tích trữ đủ lương thực và nước uống đủ để dùng trong ít nhất 10 ngày. Bên cạnh đó, hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng cũng được yêu cầu tăng cường khả năng phản ứng và hoạt động trong mọi tình huống. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh an ninh tại châu Âu liên tục bị đe dọa hồi tháng 7 vừa qua. Những thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng khép lại bản tin FBNC tối nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại các video của chương trình cũng như cập nhật thêm những thông tin cần thiết ngay tại website của chúng tôi fbnc.vn. Còn bây giờ, Minh Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.